Hello, xin chào tất cả các bạn này. Hôm nay mình đây, trên tay mình đây là hôm nay mình làm video như là mở hộp hai chiếc siêu phẩm đến từ Shopee này. Và hôm nay mình có mua hai chiếc máy từ Shopee nha các bạn nhé. Này. Chiếc này là chiếc Viettel V6216. Cái máy này chữ to người già. Và có người là nhờ mình hộ chiếc một máy chữ to người già. Và đây cũng là một chiếc máy to người già là Fami 12. Con này thì mình mua trên Shopee là 450. Và con này mình là cũng 400. Và hôm nay mình sẽ check hàng xem là hàng này có chất lượng không các bạn nhé. Và có chữ to thật như trong... Đây các bạn, nguyên tem đại kiện của Viettel này. Chắc là hàng thật 100% rồi. Và con này thì mình không thấy là có tem. Và hôm nay thì mình sẽ là mở hộp con này trước nhé, xem là để hai siêu phẩm đến từ Shopee xem là có chuẩn hàng như mình mong muốn không các bạn nhé. Vài trăm ngàn thôi nhưng mà khó khi dính vài con tàu thì phải vỡ mồm đấy, không phải hàng chuẩn Viettel hay là chuẩn Mattel thì là chết, cũng là của tàu thôi nhưng mà phải chuẩn hãng thì mình thích hơn. Đây là, và bây giờ mình sẽ mở hộp con này ra này ạ. Mình sẽ bỏ cái lông lên. Mình sẽ bỏ cái lông. À, chuẩn các bạn ạ. Đây các bạn nhìn ạ, Viettel người già này. Máy mới luôn các bạn nhé. Con này thấy bọn bên Shopee là bảo với mình là được bảo hành là bảo hành là 12 tháng nhé, 1 năm các bạn nhé. Không thấy không thấy pin, mình sẽ tìm pin ở trong này như thế nào. Đây ạ. Các bạn thấy có pin rồi ạ. Pin đây ạ. Mình sẽ lắp pin vào. Rồi mình sẽ khám phá ở trong cái, mình sẽ bật nguồn lên. Ôi, các bạn nhìn gì ạ? Thiết kế khá là ok. Cái này tem Viettel nhé. Đó, các bạn nhìn chữ to rồi. Hãy nói theo cách của bạn. Có cái đèn pin này. Đấy. Và đây là một tai nghe này. Trong hộp mình xem có những cái gì nhé. Và đây là cục sạc này. Và đây là sạc này. Và đây là một cuốn sách hướng dẫn này. Cũng nhiều linh kiện này. Với 450 thôi mà các bạn mua thể rất nhiều linh kiện này. Này. Đây ạ. Đây, sách ở đây, sạc đấy. Cái này thì mình không cần kiểm tra, mình sẽ bỏ cái hộp ở đây. Và mình sẽ check máy xem là có nghe gọi ok không các bạn nhé. Ủa, rất to các bạn nhé. 1 6. Rất to các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ lắp sim vào. Đây thì mình có là ổ sim này, mình sẽ lắp cái sim. Ở cái phần ổ sim này là cái máy Viettel này, chỉ được lắp cái sim Viettel nhé. Và lắp sim Viettel và ổ bên này có thể lắp xem Vina được. Phải ít nhất phải các bạn phải mồi một cái sim Viettel vào nhé. Mua siêu phẩm. Và đây là cái anten. Anten này, anten FM radio này. Đấy, các bạn nhìn anten dài chưa? Đấy. Rồi mình sẽ bật nguồn lên. Hãy nói theo cách của bạn. Theo luôn nhé. Máy là chuẩn các bạn nhé. Sim lắp cho chuẩn. Mình sẽ tháo lắp lại. Vì có cái lồng, không có cái lồng đâm là lắp là hơi khó nha các bạn nhé. Có lồng thì mình chỉ ấn vào cái là xong. Đây ạ. Đấy. Các bạn mua hàng trên mạng là cũng phải là rất là cẩn thận. Hãy nói theo cách của bạn. Không thể nhận sim. Hay là cái sim này chết rồi ta. Mình sẽ kiếm một cái lồng mình lắp này. Đây. Mua hàng trên mạng cũng là rất nguy hiểm. Mua hàng trên mạng là có khi nhiều khi mất tiền mong đi chơi. Nhưng các bạn mua hàng cho mình thì cứ yên tâm, phải lo ạ. Lúc nào cũng là ok hết.
mình sẽ làm một cái lòng mà cái lòng to này thì mình dễ ấy hơn. Đấy, và nhận sim rồi các bạn nhé, và chữ Viettel này. Đấy. 900. Đấy, gọi thử. Đây này, tăng đây là giảm lượng này. Đây là tăng lượng này. Và đây loa to. Để thay đổi ngôn ngữ. Đấy. Loa nghe gọi là ok nhé các bạn nhé. Đây là phần anten, mình sẽ test thử FM. Mình sẽ tìm một FM. Ừ. Mình sẽ tìm thử kênh nhé. À, khu vực mình chắc là không có sóng rồi các bạn. Và tạm thời thì mình sẽ là tháo pin ra và tháo sim ra. Và con này thì là mình mua thì mình đã test là thành công các bạn nhé. Và bây giờ sẽ là tạm thời bỏ qua bên và mình sẽ tiến hành là màu bụng nốt chiếc Master nhé. Và con này mình mua trên Shopee là ok cho các bạn nhé. Đây ạ. Và sản phẩm tiếp theo mình là chiếc Master, con này thì không có tem. Và mình bỏ ra luôn. Đây ạ, có ly lông ngoài rất cẩn thận nhé. Và xem chuẩn chuẩn như với vỏ bao bì không nhé. Đây ạ các bạn ạ, cũng chuẩn Master luôn các bạn nhé. Thì hàng này chuẩn các bạn nhé. Chắc theo mình hàng, nghĩ hàng này thì để mình sẽ tháo phần nắp pin, ui của pin rất to. Hàng này có mấy trăm nghìn thì chắc họ không có lừa đảo các bạn. Đấy. Mình sẽ lấy cục sạc này, mình sẽ bỏ ra này. Đây thì ở cái máy này thì không có tai nghe các bạn nhé. Không có tai nghe. À đây có pin. Mình chạy có pin này. Ui có pin nó khá to các bạn. Mình sẽ lắp sim luôn vào nhé. Đó là cái phần hộp mình sẽ bỏ ra nhé các bạn nhé. Với con máy mắt theo này à, với con máy mắt theo này thì lắp được sim mạng nào đi nhé, không cần phải villa không hay là phải có một Viettel cả. Đấy, bật lên nguồn đấy, con này thì ni lông mình sẽ lắp cho luôn. Và con này cũng có cái anten nha các bạn nhé. Con máy này rất chữ rất to này các bạn ạ. Sao không thăng này, chữ rất phù hợp với cánh những người cao tuổi nhé các bạn nhé. Này. Hôm nay là có hai người là nhờ mình mua hộ ấy. Đấy, có đèn pin này, đấy, sỏi ban đêm. Và cũng có là dâu này rất là tiện nghi, dâu ăn đài FM này. Đấy, dâu đài FM để nghe đài, các cụ ngày xưa là rất kịch nghe đài. Và đây là phần đèn pin này. Mà số rất to, các bạn nhìn số rất to, máy này thiết kế khá là ok đấy. 900. Mình đang gọi thử đấy nhỉ. Của Viettel. Hai con là loa là tương đương nhau nhé các bạn nhé. Đây ạ. Đấy, hai con là loa tương đương và một con này là 450 này và một con này là 400 này các bạn nhé. Đấy, mình vừa đặt mua mấy họ mới ship cho mình chiều nay xong. Đấy, nghe gọi thì mình đã nghe ok rồi ạ. Này. Đấy, mình không có nhiều tiền đâu nên là mình chỉ mua cái dòng này. Mua thử cái dòng này về cho các bạn xem thôi. Không dám đập hộp máy đắt tiền. Mình sẽ bỏ sim rồi mình sẽ lắp pin vào. Và mình sẽ lắp vào. Tí nữa thì mình sẽ... Đấy. Như vậy là mình đã trải nghiệm xong hai siêu phẩm ở từ Shopee cho các bạn nhé. Mình sẽ bỏ phần sạc vào. Mình sẽ lắp vào.
Đây, sản phẩm này là Mattel Family 12 nhé. Chữ là rất to nhé, dành cho các ông bà trên 50 tuổi nhé. Kể cả trẻ hơn thì cũng dùng được ạ. Không thích chữ cũng dùng được ạ. Dưới 30, 40 cũng dùng được, tùy theo sở thích của mỗi người. Đây. Con này thì mình cũng lắp luôn con này vào. Con này có sạc cái này rồi, mình sẽ lắp luôn đây vào. À. Đây là dây lồng mình sẽ bỏ vào đây, mình sẽ lắp vào. Đây. Đây. Và như vậy thì mình đã trải nghiệm xong chiếc hai chiếc máy phun bút đầu hộp từ Shopee nhé. Và chắc mình cũng xin dừng clip ở đây các bạn. Nhớ tới kênh mình hay, các bạn đi đăng ký kênh, subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả các bạn ạ.